Hello, xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta đến với phần 4, được gọi là phương pháp cân bằng điểm rơi. Một cái phương pháp nó khá là tối ưu trong các bài toán liên quan đến bí mật của sự phức. Chúng ta sẽ vào dòng 1, đó là đường tròn với đường thẳng. Phương trình của chúng ta có dòng đường tròn với đường thẳng. Đường tròn với đường thẳng. Nào, qua câu hỏi số 1, cho ai số phức Z với kẹp thỏa mãn cái điều này. Cái này là dấu bén nhá, nhưng mà chúng ta cứ kề nó để nó dấu bằng đi. Tìm giá trị nhỏ nhất của P min của biểu thức này. Ok, cách làm như sau. Chúng ta hãy nhớ những phần trước đó là chúng ta dùng đặc biệt hóa Z thành góc. Cái này thành một góc alpha. Đấy. Thì cái này là đồ chung của những cái phần trước. Thì chúng ta mới có như sau. Các em nếu chưa xem cái video của buổi trước đó thì các bạn hãy mở video trước đó lại để xem thử đã nhá, để chúng ta hiểu. Nào, chúng ta có z trừ 3 trừ đi 2i bằng 1, tức là z trừ 3 trừ 2i bằng 1 góc alpha. Như vậy z bằng 1 góc alpha, các bạn phải đóng ngoặc nhá, cộng với cộng 3 cộng 2i. Ok, tiếp theo là với kép cộng với 1 cộng với 2i bằng với kép trừ đi 2 trừ y. Cái này chuyển thành góc alpha như nào, thầy hướng dẫn như sau. Còn thấy A mà bằng B thì suy ra là A trên B là bằng 1. Vậy thì chúng ta có V kép cộng 1 cộng với 2 y chia cho V kép trừ 2 trừ y bằng 1. Vậy thì V kép cộng 1 cộng với 2 y chia V kép trừ 2 trừ y trừ y. Xóa cái dấu này. Bằng một góc beta. Vậy thì các bạn sẽ tìm được z bằng một góc beta nhân với kép cộng chỗ này thành trừ nhá. Chỗ này phải trừ này. Một góc beta nhân chéo lên là 2 cộng y. Kém nhóm này cho thầy nào. Nhóm tìm z nào. Với kém lúc này sẽ là 1 trừ đi 1 góc beta. Được chưa? Còn cái này chuyển sang là thành trừ 1 góc beta nhân với 2 cộng y. Rồi cộng với 1 cộng 2y. Tất cả. À không ạ. Lúc này với kẻ sẽ bằng 1 góc beta nhân với 2 cộng y cộng với 1. Chỗ này phải đóng ngoặc bằng ngoặc như này nhé. 1 cộng 2y chia cho 1 trừ đi 1 góc beta. Ở đây dấu trừ này nó có thể đổi dấu thăm phía dưới luôn nhé. Nên thầy sẽ xóa dấu trừ này đi. Và đồng thời thầy sẽ đổi lại đó là một góc beta cộng với 1. Được chưa? Ok. À xin lỗi, trừ 1 chứ. Bây giờ này, chúng ta sẽ vào cái này và bật máy. Nhược điểm của phương pháp này là bật máy hơi lâu thôi, nhưng mà nếu chúng ta rèn chữa được cái công cụ bật máy cho nhanh thì đỡ được phần nào. Vào thầy bồ nha. Nhưng mà thầy bồ lúc này thì có cái góc này thì các bạn nhớ thầy bồ như nào không ạ? Hôm trước ta nói với nhau có chức năng menu 2 x bằng x cộng. Cái ý tưởng nó như này này, cách làm là như này này, đối phương pháp cân bằng điểm rơi là như này. Bạn có hai ẩn x và y, được chưa? Bạn muốn tìm min của p. Trong cái biểu thức p này lại có hai ẩn x và y. Đây gọi là phương pháp cân đúng rồi, không phải chỉ sáng. Bạn sẽ cố định x này, cố định x là một giá trị bất kỳ. Sau đó bạn thêm vô, được chưa? Để tìm min của p, tìm min của p. Các bạn sẽ ra kết quả của ý nào đó. Sau đó với kết quả này các bạn lại tiếp tục chạy thêm bộ.
để tìm min của biểu thức. Lúc này các bạn lại tìm lại x, được chưa? Và đồng thời tìm được min của cái biểu thức này là bao nhiêu. Đó, đấy chỉ là cái phương án để chúng ta làm. Đây thầy nói lại này, cách làm này để tìm được min của p, để tìm được min của p thì các bạn có hai ẩn x và y đi, thậm chí ba ẩn, thì phương pháp gọi là phương pháp gần đúng sẽ là như này. Mình sẽ cố định cái giá trị, một giá trị của x, ví dụ x là pi trên 3, sau đó các bạn sẽ chạy table để ra tìm ra min của biểu thức p, nhưng đồng thời các bạn cũng tìm ra y bằng bao nhiêu luôn. Sau đó thì các bạn cũng cố định cái giá trị này, giá trị này vừa tìm được, các bạn table lần nữa để chúng tìm ra một cái giá trị x để ra cho biểu thức này min. Thì khi mà mình chạy table như thế thì chúng ta sẽ tìm ra một giá trị min, và giá trị min này gần đúng với kết quả của đề bài, được chưa? Gần đúng với kết quả của đề bài, hiểu ý không ạ? Mình chạy table hai lần như thế thì chúng ta sẽ ra được kết quả gần đúng với kết quả đề bài. Đối với dạng toán này chúng ta sẽ có sai số, thì các em lưu ý nhá, có sai số, nó không phải chỉ xác tuyệt đối, nó có sai độ lệch tầm khoảng 0.2, 0.3 hay gì đấy nhá. Nào, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ có hai cái giá trị alpha và beta. Như vậy cái biểu thức này sau khi thay z vào đây, thay với kẻ vào đây thì chúng ta có hai alpha và beta. Như thầy đã nói thì chúng ta sẽ cố định một giá trị alpha, thì cụ thể là alpha phải cố định là pi trên 3. Rồi như vậy là cái góc, khi mình chạy table thì mình sẽ để là 2π/44, cái này thì hôm trước có nói rồi. Nào, chúng ta sẽ để cố định góc alpha của chúng ta là π/3. Các bạn thích pi đến mấy cũng được, miễn là cố định một giá trị. Rồi, cầu 13, cầu 2y. Sau đó trừ đi beta, à trừ đi với kép, trừ đi kép là trừ phân thức này. Nhớ phải có ngoặc, ngoặc ngủng các thứ nhá. Được chưa? Cái beta lúc này để ẩn là x, nhân với 1, 2 cộng y, cộng 1, cộng 2y, chia cho 1 góc x, trừ 1. Ok chưa? Ok. Bây giờ chúng ta cán là trừ 2π/44, như chúng ta đã nói trước, để x của chúng ta sẽ bắt đầu từ 0. Được chưa? Bắt đầu từ 0. À. Đây, bắt đầu từ 0 thì lưu ý như này nhá. Đây là từ từ. Đây này. Với bằng 0 ấy thì nó sẽ mắc error. Vì sao lại mắc error? Bởi vì cái giá trị đầu tiên đây này là nếu mà x bằng 0 thì cái này bằng 1 - 1. Đấy, 1 - 1 là hết, là mẫu bằng 0 nên lỗi nha. Thì cứ kể nó thôi, tiếp tục nào. X bằng 0. 30 này. 15 này, tìm min nhá. 10.97 này. Đúng không? 8.73, 7.45, 6.65, 6.11, 5.73, 5.46, 5.25, 5.09, 4.96, 4.8, 4.78, 4.71, 4.66, 4.62, 4.58, 4.55, 4.53, 4.52, 4.50, 4.5027, 4.50169. Có vẻ như cái này là min đây này, 4.506, 4.501. Thế cái này là min này, thấy chưa? Và min lúc này nó sẽ tương ứng với cái giá trị của beta lúc này là 3.427 các bạn, đúng không? 3.427.19 nhá. Lúc này cái beta của chúng ta, đầu tiên là cố định alpha là π/3 được chưa? Cố định cái giá trị này thì bạn sẽ tìm được beta là 3.427.19. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chạy thêm bộ để chúng ta tìm ra alpha ngược lại.
Rồi beta thì chúng ta vẫn chạy từ 0 đến 2p thôi. Lúc này cái alpha mà chúng ta để là x nhá. Cái alpha này, bây giờ một tim alpha đúng không? Bây giờ quay trở lại một tim alpha đúng không? Thì các bạn phải để alpha là x. Còn beta thì các bạn lại để cho thầy là 3.42179. Chỗ này là 3.42179. Sao nhỉ? Bằng cá nào trừ 2pi chia 14. Đây nào. 4.35. 4.42. 4.47. Đáng tăng này. 1.51, 1.53, 1.54, 1.53, giảm rồi, 4.51, 1.47, 1.41, 1.34, 1.26, 1.6, 1.05, 3.93, 3.8, 3.6, 3.5, 3.38, 3.2, 3.1, 2.97, 2.85, 2.74, 2.66, 2.59, 2.55, 2.54. 2.54 là bé nhất rồi. Đây này, tăng này, 2.56 là tăng này này. 2.54 là nhỏ nhất nhá. Thấy chưa? 2.5 2.54648 đúng không? Như vậy này, sau khi chúng ta thấy vô đa alpha thì chúng ta trong quá trình này mình tin được min là 2.546. Thấy chưa? Đó, 2.546. Như vậy thì chúng ta sẽ xem được cái đáp án nào là chúng ta ra được gần với cái số đó là được, được chưa? Ví dụ 3 căn 2 trừ 2 chia 2 đi là được 1 phẩy mấy đó, thì cũng đúng rồi đó. Căn 2 cộng 1 là bao nhiêu? Là 2.414 như vậy đấy. 2.41. Rồi 2.41 thì cái số này có vẻ là cũng gần gần đó này. Đó, 2.41. 5 căn 2 trừ 2 chia 2 2.53. Số này còn gần hơn nữa này, C luôn, đúng không? Đó. 3 căn 2 trừ 2 chia 2. Đấy, cái này thì xa đâu, C nhá. Đấy, đúng không? Bạn nào chưa? Tất nhiên câu này nếu mà các bạn dùng hình học thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn so với việc bấm máy như này. Bạn nào mà việc dùng hình học thì nhanh hơn. Nhưng ở đây thầy đang dạy khóa Casio nên là thầy chỉ dạy bằng máy ở chỗ này thôi. Còn bạn nào muốn biết dạy câu này chạy tay như nào thì các bạn học khóa nâng vận dụng cao để được thêm chi tiết. Đấy, cái đoạn này thì nó ra là cái hình tròn này đúng không? Cái này là đứng thẳng này, biên nghiệm là đứng thẳng này, đúng không? Đấy, cái chỗ đó thì các bạn tính sau nhé. Bạn nào muốn dạy từ luận thì đó là một vấn đề khác nhá. Có số 2 đi. Nào, số 2 này. Số 2 đấy các em. Cho biểu thức Z1 bằng Z1 trừ 2 cộng bình trừ đi Z1 cộng y tất cả bình bằng 1. Số thức Z2 thỏa mãn điều này. Hỏi cái này. Ok, nó rất là dễ các bạn ơi. Bấm máy là được nha. Bây giờ chúng ta giải phương trình này để tìm ra Z1 này. Quá dễ luôn. Vào chức năng menu 2 nào. Tất cả x trừ 1 tất cả bình trừ 2 tất cả bình trừ đi x cộng 1 tất cả bình. Ở đó, 1 đúng chứ. Trừ mô đun vào x cộng 1 x cộng y tất cả bình trừ 1 xíu cán. À, đâu cán nhỉ, đâu cán, sorry. 100 cộng 0.01y. Đấy, nhớ cái này không? Rồi, cái quả chúng ta chỉ được phần thực thôi, phần ảo bằng không thôi. 398.02. Bây giờ các bạn cho phần ảo, phần thực em bằng không thôi nhá. 398.02 398.02 mà bằng không ấy thì các bạn tách nó ra thành 398 cộng với 0.02. Nào, đây là thể số là trừ 2 và đây là 4 đúng không? Xíu 1 mà. Được chưa? Chỗ này được chỗ này được 2 này, đúng không? Chỗ này được 2 này. Rồi, như vậy là hệ số của nó sẽ là 4x, đúng không? 4x. Được chưa? 4x mà trừ đi 2. Đó. Cộng này. Chỗ này được 2y.
Rồi cái chỗ này thì đoạn này mình có thể cho phần thử bằng không nữa. Như vậy là chú ý gọi Z1 là x cộng y nhé. Thực là x, phần nào là y. Như vậy bạn được 2x trừ 1 cộng y bằng 0. Vậy y lúc này là bằng 1 trừ 2x. Vậy cái Z1 lúc này của bạn sẽ được là x cộng 1 trừ 2x nhân với y. Rồi, xong Z1, Z2 này. Z2 thì đơn giản thôi, nó chỉ là căn 5 góc alpha cộng 4 cộng y. Ở đây tìm giá trị nhỏ nhất chúng ta bấm máy nhé. Sin x bằng x cộng này. Bây giờ mình sẽ cố định cho thầy cái góc alpha này và tìm x cho thầy nhá. Cố định cái góc alpha và tìm x nhá. Cố định alpha và pi trên 3 tìm ra x. Nhưng mà lưu ý này, khi mà mình tìm x ấy, mình sẽ thầy bộ không phải chạy từ 0 đến 2 pi nữa mà mình phải chạy từ 5 đến 5 hoặc là từ 3 đến 3. Thầy sẽ chạy từ 3 đến 3 nhá. Cái hẹp khoảng càng hẹp thì số càng nhìn sáng. Như vậy là chỗ này sẽ là 3 đến 44. Được chưa? Rồi, chỗ này sẽ là bằng căn 5. Ở đâu? Z1 trừ Z2 nhỉ? X đúng không? Cộng với 1 trừ đi 2x nhân đi trừ đi căn 5 góc x ở đấy là pi trên 3 thôi. Mình cố định cái góc này rồi trừ 4 trừ y. Bây giờ chú ý này, x của chúng ta mình sẽ phải table trừ 3 đến 3, hiểu không? Vậy thì cái số đầu tiên phải là trừ 3. Muốn cái số đầu tiên là trừ 3 được ấy, thì các bạn phải can nó trừ 3, được chưa? Rồi trừ đi cái số này à. Trừ 3 trừ nhân 44 9,07. Rồi 8,95 8,83 8,7 8,5 8,4 8,36 8,24 8,13 8,2 7,9 7,8 7,6 7,5 7,48 7,37 7,27 7,17 7,07 6,9 6,8 6,7 6,7 0 6,61 6,52 6,44, 6,36, 6,28, 6,2, 6,1, 6,0, 5,9, 5,8, 5,77, 5,72, 6,8, 5,63, 5,6, 5,56, 5,53, 5,54, 5,48, 5,47, 5,45, 5,44, 5,446. 5,443. Đây, 5,443, đây 5,447 đã tăng lên này. Đấy, 5,413 992. Đúng không? 5,443 992. Đó là giá trị min. Được chưa? Nhưng mà chúng ta đang cần tìm x đúng không? X của chúng ta tại số 3/11 ở đây. Được chưa? Tại số 3/11 ở đây. Ok, tại x bằng 3/11 nha. Bây giờ chúng ta thấy vào này, bây giờ chúng ta sẽ giữ cố định cái x là 3/11, các bạn chạy table của alpha cho là 2 pi nhân 44 này. Lúc này là các em thấy x là 3/11 ra cho thầy 3/11 nha. Rồi bây giờ còn cái alpha thì các bạn để không còn là pi đến 3 nữa mà các bạn để lại.
Được chưa? Các bạn bắt đầu nào. Cả này. Trừ 2 pi chia 44. 5,98 6,0 5,98 87 5,77 5,6 5,1 4,8 4,6 4,3 4,1 3,8 3,4 3,1 2,8 2,54 1,97 1,54 1,58 1,53 Đây 1,53 đây này các bạn nhé. Đây 1,53 đây. Như vậy sau khi chúng ta giữ cố định cái số này là 3,11 thì kết quả min là 1,53. 0,9. Chúng ta sẽ thử cái đáp án 2 căn 5 phần 5 thế nào. 0,89 là sai, căn 5 này. 2,23 2 căn 5 không phải rồi. 3 căn 5 phần 5. 1,34 đúng không? Lệch cũng hơi nhiều. Lệch cũng hơi nhiều, lệch 0,2 thôi được, cũng chấp nhận được. Ở dấu số này gần nhất này. Đế nha. Nào câu hỏi số 3 đi. Cho số bức sẽ 1 cộng 5 bằng 5. Cái này. Cái này thì giống với câu hỏi số mấy? Giống câu hỏi số 1 đúng không? Cái này giống câu hỏi 1. Rồi chúng ta có như này này. Z1 lúc này là nắm góc alpha trừ 5. Còn cái này thì các bạn biết rồi, nó chỉ là Z2 cộng 1 trừ đi 3 y chia cho Z2 trừ đi 3 trừ đi 6 y 1. Được chưa? Rồi. Đóng cái này cả nó đi. Với tương đương là Z2 cộng 1 trừ đi 3y chia Z2 trừ 3 trừ đi 6y bằng một góc beta. Ok không? Phải tương đương ở đây. Z2 cộng 1 trừ 3y bằng một góc beta nhân bình Z2. Chỗ này đổi lại thành chỗ cộng nhé. Trừ đi một góc beta nhân với 3 cộng 6y. Để đấy các em đổi lại là Z2 nhân 1 trừ đi 1 góc beta bằng trừ 1 góc beta của 3 cộng 6 y trừ cái bên này, trừ bên này sang là thử dụng trừ ra ngoài luôn đi, thành cộng 1 trừ đi 3 y. Rồi, thằng đường ở đây chính là lấy cái vế bên phải chia cái này thì các bạn dấu trừ nhập vào giống như cái bài số 1 này. 3 cộng 6 y cộng 1 trừ 3 y chia cho 1 góc beta trừ 1 dấu trừ dấu này xoáy. Bây giờ chúng ta cũng bấm thôi đúng không, cũng bấm cái này thôi. Là chúng ta cố định góc alpha, chúng ta cố định góc alpha là pi trên 3 x cộng 2 pi chia 44. Được chưa? Bây giờ shift ABS này, Z1 thì các bạn để cho thay là góc pi trên 3. Chúng ta đang cố định cái góc này là pi trên 3 trừ 5 trừ đi Z2 ở đây là một góc x, góc x nhân với 3 cộng 6y cộng 6y cộng 1 trừ đi 3y chia cho 1 góc beta tức là góc x trừ 1. Còn để trừ 2pi chia 14, nói chung là cái này thì chắc chắn là lỗi rồi. Đây lỗi bởi vì giống như bài 1 thì nó sẽ chỗ này sẽ là bằng 0 á. Cứ tiếp tục ấn can này, tiếp tục chạy tiếp. 37 phẩy này, 19 phẩy này, 13 phẩy, 10,87, 9,11, 7,9, 7,1, 6,5, 6,04, 5,6, 5,3, 5,04, 4,8, 4,6,
4,4, 1,2, 1,1, 3,9, 3,8, 3,7, 3,6, 3,5, 3,4, 3,3, 3,23, 3,15, 3,07, 3,016, 2,96, 2,92, 2,90, 2,908. Tăng lên đi. 2,903 là nhỏ nhất đấy nhá. 2,903 là nhỏ nhất. Tương ứng ở đấy là x bằng 4,4267, thấy chưa? Cái beta là tương ứng là 4,4267. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ giữ cố định cái beta này nhá. Giữ cố định cái beta này và thay lúc này thay x vào đây. Thay này. Cái góc của chúng ta lúc này là góc x nhá, còn alpha lúc này góc x này. Đó, còn cái chữ beta thì các bạn thấy cho thầy là 4,426789. 4,426789, ok. Được chưa nào? 4,426789. Bây giờ cái này trừ 2 pi chia 4 bổ tiếp. 5,99, 8,28, 4,58, 3,93, 3,36, 2,9, 2,75, 2,81. 2,81 là to nhất rồi đúng không? Nó sẽ gần với số 2,5 nhất đáp án B nha. Rồi, đơn giản. Ok không ạ? Thấy không? Cực kỳ hay luôn. Khoa học cực kỳ chất lượng. Nào, chúng ta tiếp tục. Số 4. Thì ra hai số z1 z2 thỏa mãn z1 - 3 - 4y bằng 1 và z2 - 3 - 4y bằng 1/2. Số z có phần thực a, phần ảo b thỏa mãn là 3 - 2b thì bằng 12. Hỏi giá trị nhỏ nhất của cái này là bao nhiêu? Thì bài này có 3 số phút các bạn nhé. Cho nên là các bạn sẽ cần phải chuẩn hóa cả 3 thằng. Ở đây phải tìm điểm rơi ở 3 thằng đúng không? Phải tìm điểm rơi cả 3 thằng. Vậy thì chúng ta sẽ có là z1 bằng, thứ nhất là z1 thì quá dễ rồi, là 1 góc alpha cộng 3 cộng 1y. Z2 lúc này sẽ là 1/2 góc beta cộng 13 cộng 1y. Z lúc này là phần thực là a, phần nào là b thỏa mãn điều này. Lúc này các em lưu ý là b sẽ bằng 3a trừ 12 chia 2 nhá. Vậy thì z lúc này sẽ là 3 cộng 13a. A cộng 13a trừ 12 trên 2, đúng không? Rồi. Với biểu thức P của chúng ta là Z - Z1 cộng với Z - Z2 cộng với 2. Thay vào thôi. Lúc này các bạn sẽ cố định cho thầy hai giá trị alpha và beta đều bằng pi trên 3. Sau đó chúng ta sẽ cho là A trước. Hãy thầy bấm bị sai nên thầy phải quay lại chỗ này. X bằng X cộng. Bây giờ nhá, mình cố định cái A này cho thầy nhá. À xin lỗi, cố định 2 này này. Cố định cái alpha và beta là pi trên 3 đi. Cố định này. Cố định cái alpha với beta đều bằng pi trên 3 hết. Bây giờ chúng ta sẽ dò xem thử cái A này bằng bao nhiêu. Thì bây giờ A là số thực. Thì nên A xem mình sẽ cho chạy, nó không thể là chạy từ 0 đến 2 pi mà nó sẽ chạy về chạy từ -3/3. Bởi thì step thì sẽ là 6/44. Cuối đi đâu chia 44. Ở đây sẽ là z trừ z1 đúng không? Z là cái này. Trừ z1 là cái này. Đó, như vậy bạn có được x này. Cộng mở ngoặc nhá. 3x trừ 12 chia 2 đúng không? Trên 2. Đây nhân với y. Được chưa? Trừ này. Z1 tức là 1 góc pi chia 3 đấy. Lúc này các em chú ý là alpha nó pi trên 3 nhé. Trừ 3 trừ 4 đi. Ok chưa? Rồi. Bây giờ cộng với cái mô đun thứ hai. Đó là z. Z cũng là x. Cộng mở ngoặc này. 3 trừ 12 chia 2. Nhân với y. Trừ 2 lần mô đun của 1/2 góc pi chia 3. Rồi
cộng với 3 cộng với 4y. Đấy. Đấy, nhưng mà là mình đã nhập xong, bây giờ chúng ta sẽ ấn can. Em chú ý, muốn x bắt đầu từ trừ 3 được thì các bạn sẽ nhập là trừ 3 trừ 6 phần 44. Như vậy nó sẽ là trừ 3. Để xem thử là nó sẽ min tại chỗ nào nhá. 38 37 36 35 34 33 32 có thì hai mươi9,77 nhá. 9,77 này tăng này. Đây, cái quả min của nó là 15/2. À 15/2. Được chưa? À 15/2. 7,5. Bây giờ chúng ta sẽ cố định này. Bây giờ mình sẽ cố định A là 15/2, còn alpha là pi trên 3, bây giờ tìm beta này. Đấy, quay lại này. Tất nhiên lúc này chúng ta tìm beta thì chúng ta phải để là 2pi chia 14. Còn x thì chúng ta để là 15/2 nhé. Nhấn 15/2 đây. Ok. Alpha vẫn để pi trên 3 nhé. X lúc này là 15/2. Được chưa? Còn chỗ này là nhấn 15/2. Cái beta lúc này thì các bạn phải để là x nhá. Để là x. Bây giờ chúng ta can này. Trừ 2pi chia 44 đi. 8,81. 8,95. Bắt đầu giảm đây này. Ba phẩy tư, ba phẩy ba. Tư nó tăng rồi. 8,18. Tám phẩy một tám đúng không? Lái nhá. Tám phẩy một năm bốn sáu. Tám phẩy một năm bốn năm nhá. Nhưng mà cái chỗ này là min này, beta là 5,14. Thấy chưa?
Bây giờ chúng ta cố định cái beta này lại là 5,14. Và lúc này alpha thì các bạn sẽ cho là x. Alpha này em cho là x nhé. Và để cho thầy cái beta là 5,14 như vậy nhé. bảy phẩy tám luôn à. Chúng ta sẽ lấy cái máy tính để kiểm tra xem đáp án nào là 7,8 chia cho 11. Đây C nhá, 7,6 này, 7,67 thì cho C đấy. Còn lại đây nó khá là to, 5 trên 2 căn 3 thì không đúng đâu. C nhá. Ok, kết thúc video.